Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin quốc tế của Lê Cần News. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thế giới mở đầu năm 2024 với loạt diễn biến bất thường khiến nhân loại như đứng bên bờ vực của chiến tranh. Trong khi cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba và khả năng sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, xung đột Israel-Hamas ngày càng leo thang ở Đông Bắc Á, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đe dọa tung đoàn hủy diệt đối với Hàn Quốc. Thì ở điểm nóng thế giới mới, biển đỏ, tình hình sôi sục như nồi thuốc súng khi hai kẻ đối đầu thế kỷ Mỹ-Iran liên tục có những động thái ngày càng nguy hiểm. Tàu chiến Iran tiến vào biển đỏ, tình hình nóng lên từng giờ. Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm qua ngày 1 tháng 1 cho biết, Tàu chiến Anvot của nước này đã tiến vào biển đỏ qua eo biển Bab al-Mandab trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Iran đang căng thẳng. Khi Mỹ tố cáo Iran tham gia sâu vào việc lên kế hoạch cho các vụ tấn công của phong trào Houthi nhằm vào các tàu thương mại qua lại vùng biển này. Tasnim không cung cấp thông tin chi tiết về sứ mệnh của Anbot, nhưng cho biết tàu chiến Iran hoạt động ở vùng biển mở nhằm đảm bảo an ninh các tuyến đường vận chuyển, chống cướp biển và thực hiện các nhiệm vụ khác. Anbot là tàu khu trục thuộc lớp Advan thuộc hạm đội 34 của Hải quân Iran đã tham gia tuần tra Vịnh Aden, Bắc Ấn Độ Dương và eo biển Bab al-Mandab từ năm 2015. Động thái mới của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên tuyến đường vận chuyển quan trọng sau sự việc trực thăng của Hải quân Mỹ ngày 31 tháng 12 vừa qua bắn chìm ba xuồng của phiến quân Houthi đang cố gắng leo lên một tàu chở hàng. Từ tháng 11 đến nay, lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã liên tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại đi qua biển đỏ, nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với tổ chức Hồi giáo Hamas trong cuộc chiến với Israel. Trong các ngày 30-31 tháng 12 năm 2023, Houthi đã sử dụng tàu nhỏ và tên lửa tấn công tàu chở container của hãng vận tải MED của Israel, khiến hãng này phải ngừng toàn bộ các hoạt động đi qua biển đỏ trong vòng 48 giờ. Trước đó, ngày 14 tháng 12, trong một tuyên bố đề cập đến Biển Đỏ, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Astiani khẳng định, không ai có thể hoạt động trong khu vực mà chúng tôi chiếm ưu thế. Mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, Mỹ đang đàm phán với các quốc gia về việc thành lập lực lượng hàng hải để hộ tống tàu thuyền đi qua biển đỏ an toàn. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Iran. Trong một diễn biến khác, ngày 1 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp tuyên bố nước này sẵn sàng hành động trực tiếp chống lại phiến quân Houthi ở Yemen. Lực lượng đã nhiều lần tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Trong bài viết trên tờ Daily Telegraph, ông tuyên bố sẵn sàng hành động trực tiếp để ngăn chặn các mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ, cảnh báo sẽ buộc Houthi phải chịu trách nhiệm về các vụ bắt giữ và tấn công trái pháp luật. Trước đó, hồi giữa tháng 12 năm 2023, một tàu khu trục của Anh cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái, được cho là của Houthi ở Biển Đỏ. Nổ lớn ở chung cư Đông Bắc Brazil, ít nhất 3 người thiệt mạng. Có ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở Đông Bắc Brazil theo nhà chức trách vụ nổ xảy ra hôm 31 tháng 12, theo giờ địa phương, tại tòa nhà gồm 44 căn hộ ở thành phố Arakazu, thủ phủ bang Gai, do rò rỉ khi ga trong nhà bếp. Lực lượng cứu hộ cho biết, ngoài 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ và 14 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, vẫn còn có người bị kẹt trong đống đổ nát. Anh Lan Santos, đội trưởng đội cứu hỏa cho biết, chúng tôi đã cứu sống 14 người những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Arakazu. Các đội sẽ ở lại vị trí cho đến khi an toàn, để chúng tôi có thể quay lại làm việc tìm kiếm những người mất tích. Bế tắc trên chiến trường, Ukraine chuyển hướng đánh vào xương sống hậu cần Nga. Khi các lực lượng vũ trang thông thường không thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của Moscow trên chiến trường, ép chuyển hướng sang chiến thuật du kích, gia tăng các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga. Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh trên quy mô lớn, cả trên bộ và bằng các cuộc không kích. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tập kích thành phố Belgorod hôm 30 tháng 12, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Đây được cho rõ ràng là phản ứng của Kiev sau cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào một số thành phố của Ukraine một ngày trước đó. Tuy nhiên, các chiến thuật du kích bao gồm hoạt động phá hoại, đột kích, ám sát có chủ đích và cố gắng làm nổ tung các kho đạn dược. Đường ống dẫn dầu và đường sắt trở nên quan trọng hơn khi hai bên không đạt được tiến bộ đáng kể ở tiền tuyến. Ngày 29 tháng 11, những đối tượng phá hoại đã đặt bốn khối chất nổ lên một đoàn tàu chở diesel và nhiên liệu máy bay của Nga ở cách biên giới Ukraine khoảng 4.800 km. Các quan chức tình báo Ukraine cho biết điều còn quan trọng hơn cả việc phá hủy đoàn tàu này là thời điểm xảy ra vụ nổ. Kiev muốn đoàn tàu nổ tung khi 50 toa tàu đang di chuyển qua đường hầm dài 15 km xuyên qua dãy núi Severomysky ở vùng Viễn Đông. Đây là hầm đường sắt dài nhất ở Nga. Ukraine hy vọng có thể phá hủy một tuyến đường quan trọng mà Kiev cho là để vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên tới Nga. Vào thời điểm các lực lượng Ukraine ở tiền tuyến đang vật lộn để ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng của Nga, các đoàn tàu có thể được thay thế và đường dây được sửa chữa nhanh chóng. Tuy nhiên, thiệt hại nghiêm trọng đối với đường hầm vốn phải mất hàng thập kỷ để xây dựng này sẽ không dễ khắc phục. Truyền thông nga khi đó đưa tin một đám cháy xảy ra ở đường hầm Severomuisky và dẫn lời các quan chức cho biết nguyên nhân là do một thiết bị không xác định đã phát nổ. Mức độ thiệt hại không được thông báo chi tiết. Vụ nổ thứ hai trên tuyến đường sắt thay thế gần đó xảy ra trong vòng 48 giờ sau đó. Kết hợp với các hành động phá hoại khác trên lãnh thổ nga và đằng sau phòng tuyến của nga ở ukraine, các vụ nổ nhằm vào tuyến đường sắt báo hiệu Kiev đang sử dụng chiến thuật bất thường. Ông Sazhon. Nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đang thay đổi. Khi Kiev gia tăng số lượng các hoạt động du kích chống lại lực lượng Nga và giảm các chiến dịch thông thường. Nga với dân số gấp 3 lần Ukraine và có một tổ hợp công nghiệp quân sự lớn hơn nhiều so với nước láng giềng. Hiện có lợi thế trong tác chiến thông thường, đặc biệt là khi cam kết hỗ trợ quân sự lâu dài của phương Tây dành cho Ukraine đang bị đặt dấu hỏi. Hamas nã dốc kết dữ dội Israel rút bớt quân về nước. AFP ngày mùng 1 tháng 1 đưa tin, xung đột tại giải Gaza kéo dài sang năm mới, với việc Hamas nã dốc kết vào Israel xuyên thời khắc giao thừa, trong khi có thêm hàng chục người tại Gaza thiệt mạng do Israel tấn công. Còi báo động vang lên trên cả nước khi Israel bước sang năm mới và hệ thống phòng không tại Theo Avi ngăn chặn dốc kết trên bầu trời, trong khi nhiều người vội chạy tìm nơi trú ẩn. Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas nhận trách nhiệm vụ tấn công và cho biết đã nã dốc kết M90 nhằm đáp trả việc tàn sát dân thường tại Gaza của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận cuộc tấn công của Hamas nhưng chưa đưa ra thông tin về thương vong và thiệt hại. Trước nguy cơ xung đột Hamas Israel lan rộng, Mỹ tiếp tục khẳng định quan điểm tránh tấn công trực tiếp các nhóm Houthi tại Yemen. "Chúng tôi không muốn một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực và chúng tôi không muốn xung đột với lực lượng Houthi. Kết cục tốt nhất là Houthi ngừng những cuộc tấn công này." Như chúng tôi đã nói rõ hết lần này đến lần khác, theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby. Phát biểu được đưa ra sau khi các trực thăng của Hải quân Mỹ ngày 31 tháng 12 năm 2023 bắn chìm ba tàu nhỏ, chở các tay súng hao thi tại biển đỏ. Khi đó, các trực thăng cất cánh từ tàu sân bay USS Eisenhower và tàu khu trục USS Gravely bắn trả để tự vệ sau khi bị các tay súng hao thi tấn công. Trong một diễn biến khác, ABC News ngày 1 tháng 1 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford sẽ rời địa Trung Hải để trở về cảng nhà ở bang Virginia trong vài ngày tới theo kế hoạch. Dự báo 3 kịch bản cho xung đột Nga-Ukraine trong năm 2024 Cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Trong bối cảnh chiến sự ở tiền tuyến chưa có nhiều chuyển biến đáng kể, Nga vẫn đang kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine một số nhà phân tích quân sự ở Anh và Mỹ đã đưa ra những dự báo về ba kịch bản có thể xảy ra trong năm 2024. Chiến sự vẫn sẽ kéo dài. Triển vọng chấm dứt tình trạng chiến tranh vẫn còn tương đối ảm đạm. So với thời điểm này năm ngoái, Nga mạnh hơn về mặt chính trị, hơn là quân sự. Tình hình trên các mặt trận vẫn chưa rõ ràng. Chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine dường như đã dừng lại. Tuy nhiên, quân đội Nga cũng chưa có bước đột phá nào đáng kể. Hơn bao giờ hết, kết quả lại phụ thuộc vào các quyết định mang tính chính trị, cách xa trung tâm cuộc xung đột, thủ đô Washington DC và trụ sở của Liên minh châu Âu ở Bruxelles. Trong khi đó, sự đoàn kết đầy ấn tượng của các nước phương Tây trong cuộc xung đột Nga, Ukraine được thể hiện kể từ khi cuộc chiến bắt đầu kéo dài đến nay, đang bắt đầu dao động. Sự do dự của các nước phương Tây đã thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin kiên định hơn với lập trường của mình. Những lần xuất hiện trước công chúng gần đây, cùng các tuyên bố đầy sức nặng của ông Putin, chứng tỏ nước Nga sẵn sàng với một cuộc xung đột lâu dài. Tự trung lại, giải pháp khả dĩ nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng này là các cuộc đàm phán hòa bình dù cho hai bên tham chiến vẫn đang từ chối. Hai bên củng cố lực lượng trên sự chưa chuyển biến đáng kể. Nguyên Tổng Giám đốc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, ông Michael Clark là người dự báo kịch bản này khi nhận định quân đội Nga đang thiếu các trang thiết bị cũng như nhân lực để có thể tiến hành một chiến dịch tấn công chiến lược ít nhất đến mùa xuân năm 2025. Bên cạnh đó, dù không đúng khi nhận định tình hình chiến sự đang bế tắc, cả Nga và Ukraine đều đủ năng lực để chiến đấu, theo kiểu rằng co. Cho đến thời điểm, một trong hai bên cố gắng thực hiện một sáng kiến chiến lược với hy vọng thay đổi cục diện cuộc chiến. Về phía Ukraine, quốc gia này vẫn cần những nguồn viện trợ tài chính và khí tài quân sự đủ lớn từ các nước phương Tây trong năm 2024 để có thể củng cố tiềm lực quân sự trước khi có thể nghĩ đến việc tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm giải phóng các vùng bị Nga kiểm soát. Trong bối cảnh chiến tranh thời đại công nghiệp hóa, các diễn biến trên chiến trường chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn cuộc đấu trí trên sa bàn chiến lược giữa các bên liên quan trong cuộc chiến. Bên cạnh Nga và Ukraine như Mỹ, Trung Quốc, EU hay thậm chí là Iran và Triều Tiên sẽ định hình diễn biến của xung đột Nga-Ukraine trong năm 2024. Ukraine sẽ gây áp lực với Nga xung quanh bán đảo Crimea cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, tướng Ben Hodges cho rằng quân đội Nga hiện thiếu khả năng đột phá cũng như sự quyết đoán để có thể tiếp tục tấn công Ukraine. Do đó sẽ làm những gì có thể để giữ vững những vùng đất mà Moscow đang kiểm soát với mục đích tranh thủ thời gian để tăng cường phòng thủ và mong phương Tây sẽ mất đi ý chí tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine sẽ không dừng lại khi họ hiểu đây là một cuộc chiến sinh tồn và hiểu được hậu quả nếu như ngừng chiến đấu trong bối cảnh chính phủ Mỹ sẽ tìm cách để thuyết phục quốc hội nước này thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, ông Hodges dự báo chính quyền của Tổng thống Zelensky sẽ có những hành động chiến lược bao gồm tái thiết các đơn vị đã bị hao mòn sau nhiều tháng chiến đấu nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, cải thiện hệ thống tuyển quân ở Ukraine để tối đa hóa nguồn nhân lực, tăng cường sản xuất đạn dược và vũ khí. Trong điều kiện lý tưởng nhất, khi không quân Ukraine có thể sử dụng các máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, có thể đối phó tốt hơn với các cuộc không kích của máy bay Nga, đồng thời gia tăng năng lực phòng không để hướng tới việc chiếm lại những vùng đất hiện do Nga kiểm soát. Do đó, ông Hodges nhận định, vùng đất chiến lược nhất còn lại do phía Nga kiểm soát, bán đảo Crimea, sẽ trở thành vùng đất định đoạt kết quả cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm qua. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.